Chuẩn bị vào vị trí nào. Xe đua số 1 của ta xuất phát. Wow. Nó hết pin thôi, chứ không cậu đừng hòng thắng. Để tớ chạy về sạc một loáng là được. Ơ kìa, sao rút điện của bố? Sắp vào rồi. Đi chơi về phải không con? Rửa tay rồi làm bài tập đi con nhé. Dạ, con biết rồi. Mình bánh bao đây. Nghe thấy tên mình các bạn có đói không? À mà thôi, chuyện này chắc để sau đi. Vì Chan đang sạc pin cho món đồ chơi này gấp lắm rồi. Bạn hãy chọn phương án giúp Chan cắm sạc cho ô tô của mình nào. Phương án 1, cứ cắm thôi chứ còn gì nữa. Phương án 2, nhờ người lớn cho chắc ăn. Phương án 3, lau tay thật kỹ và chờ cho tay thật khô rồi mới cắm điện. Bạn đã chọn được phương án của mình chưa? Bạn đoán Chan sẽ chọn cách nào? Ý, Chan chọn cắm điện luôn kìa, sợ quá đi. Chia buồn với các bạn đã chọn phương án 1. Sao thế con? Nó tóe xét mẹ ơi. Con sợ lắm hả? Chắc do tay con bị ướt thế này, làm ẩm không khí xung quanh tay nên tăng khả năng dẫn điện. Khi cắm điện hoặc khi rút vít cắm ra cũng rất dễ bị điện giật. May mà nó chỉ mới tóe tia lửa điện thôi. Nguy hiểm quá. Đúng đó, lần sau cắm điện con nhớ phải cầm chặt phần nhựa này. Ngón tay tuyệt đối không chạm vào phần chân phích cắm làm bằng sắt. Và phải để tay thật khô rồi mới được cắm nhé. Cả bật công tắc điện cũng phải dùng tay khô. Dạ, con biết rồi. Vậy là Chan đã chọn phương án 1. Cứ thế cắm điện thôi. Phương án này sai rồi. Thậm chí trước đó, Chan cũng đã rút vít cắm khi tay vẫn còn ướt. Điều này cũng không đúng đâu. Vì khi tay ẩm, bạn tuyệt đối không nên động vào vít cắm. Vẫn có nguy cơ bị điện giật. May cho Chan là không bị làm sao đó. Còn bạn nào chọn phương án 3, khi tay ướt, phải lau và đợi tay thật khô mới cắm điện.
chúc mừng các bạn đã chọn đúng. Và nhớ là cầm chắc phần nhựa của đầu dây cắm nha. Tớ hả? Các cậu hỏi tớ chọn gì hả? Tớ thì tất nhiên là... tớ chọn phương án 2, nhờ bố mẹ cắm giúp. Ý, đừng có cười tớ nha, phương án 2 là đúng đó. Đặc biệt là các bạn nhỏ dưới 6 tuổi, các bạn chưa đủ sức và cẩn thận để có thể cắm các ổ điện này. Quá nguy hiểm. Vì thế, các bạn phải nhờ bố mẹ cắm giúp. Còn với các bạn trên 6 tuổi, nếu cảm thấy mình có thể tự làm được, hãy nhờ bố mẹ hướng dẫn mình cách cắm ổ điện thật an toàn nha. Hoặc là các bạn tua lại đoạn bố mẹ cho anh dạy cắm điện ở trên cũng được nha. Tớ quên mất, các bạn có đếm được mình bao nhiêu tuổi không? Thôi, tớ biết rồi. Con ở nhà trông em nhé. Em đang ngủ, mẹ ra chợ một lúc. Có gì thì gọi bố. Bố đang làm việc trong phòng đấy. Mình chỉ đi một lát thôi, rồi về làm bài tập sau. Chắc không sao đâu ha. Bố đang làm việc trong phòng đấy. Em đang ngủ trong phòng đấy. À, xa xíu. Em làm cái gì vậy trời? Em có biết không, em cắn như vậy á, lỡ lòi dây hở ra là em bị giật điện lè lưỡi luôn đó. Anh bảo không được là không được. Cái này mẹ dặn anh rồi. Giờ anh sẽ cất cái dây này đi. Không nên để lại dây sạc sau khi đã dùng xong thế này. Không sờ tay vào ổ điện. Em nghe nè, tuyệt đối không cho tay vào ổ điện, bút hay bất cứ cái gì cũng không được. Điện giật đó, nguy hiểm lắm. Thôi được rồi, em muốn vẽ lên đây đúng không? Chưa, biểu tượng này á là nguy hiểm, không được động vào nha. Con gái vậy rồi đó hả? Trời ơi, mẹ vừa đi á là em dậy, nghịch quá trời luôn. Anh Trang ở nhà giỏi quá ha, xá xíu nghe lời anh không con. Vậy mẹ cho con ra ngoài một chút nha, con dậy sạch sẽ rồi. Ôi, ai cho con rút nồi cơm của mẹ? Chán. Mẹ cắm lại nồi cơm rồi. Các bạn nhớ chưa nào? Tuyệt đối không đưa tay hay bất kỳ vật nào vào ổ điện, đặc biệt là những thứ bằng kim loại như kéo nè, thìa nè, vì sẽ cực kỳ nguy hiểm, dễ dẫn đến chết người đó. Không nghịch dây điện làm đồ chơi. Tránh xa những dây điện bị hở, bị cuốn băng dính hay dây không có vít cắm. Báo ngay với bố mẹ để xử lý nha. Không động vào công tắc điện khi tay bị ướt. Sạc pin xong nên cất gọn gàng các dây sạc. Nhiều điều phải nhớ quá đi. Nhưng mà quan trọng nhất là điện không phải trò chơi.
tuyệt đối không chơi đùa với điện. Thôi, giờ tớ đi đây. Tớ đi xem cuộc thi giữa Chan và sạch sẽ. Ta-da!